Chào các bạn, ở video lần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu tổng quan về bệnh vẩy nến, biết được 4 yếu tố chính gây ra bệnh, đó là da nhiễm khuẩn do sinh hoạt hàng ngày, yếu tố tâm lý do công việc căng thẳng, lo lắng, môi trường sống bị tác động bởi bức xạ ánh sáng, thời tiết thay đổi và dùng thuốc không đúng cách, tự ý điều trị. Chính vì những yếu tố này khiến người bệnh rơi vào tình trạng bệnh liên tục kéo dài, tái đi tái lại nhiều lần, da bong tróc và không có dấu hiệu tái tạo, chất lượng cuộc sống bị giảm sút đáng kể. Ở video lần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm một người bị vẩy nến thì nên có chế độ ăn uống, sinh hoạt như thế nào cho hợp lý nhé. Trung bình có hơn 70% người bệnh vẩy nến sẽ tìm ngay đến phương pháp Tây y như dùng thuốc chống viêm, thuốc bôi corticoid để điều trị trong thời gian đầu, mà quên mất rằng nếu duy trì được lối sống lành mạnh, ăn uống khoa học cũng góp phần giúp bệnh nhanh chóng phục hồi. Với chế độ sinh hoạt nên ngủ đủ giấc, vì giấc ngủ tác động rất nhiều đến quá trình hồi phục và tái tạo da. Hạn chế thuốc lá, vì trong thuốc lá chứa nicotine gây oxy hóa tế bào thượng bì và kích hoạt khiến bệnh vẩy nến nặng hơn. Hạn chế tiếp xúc với các chất có thành phần tẩy rửa cao. Về chế độ ăn uống, nên bổ sung các nhóm thực phẩm sau: rau củ quả như táo, dứa, đu đủ, nha đam, vì chứa nhiều hàm lượng vitamin giúp tăng cường sức đề kháng, tái tạo da. Nhóm thực phẩm giàu protein như cá hồi, nấm, thịt heo. Những loại thức ăn này giúp bền vững các mô liên kết dưới da, hạn chế những tổn thương do bệnh vẩy nến gây ra. Nhóm ngũ cốc bao gồm ngô, gạo, khoai, thúc đẩy quá trình tái tạo da. Nhóm khoáng chất như nghêu, sò. Nhóm thực phẩm này giàu kẽm giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Không nên uống nhiều rượu bia, các thực phẩm gây kích ứng da như tôm, cua, cá biển, các loại đậu như đậu nành, đậu phộng. Sau đây hãy lắng nghe chia sẻ của một bệnh nhân bị vẩy nến lâu năm khi áp dụng chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học và đã đạt kết quả như thế nào nhé. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Thành Nam. Năm nay tôi 60 tuổi, tôi đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã bị vẩy nến ngứa ngáy da đầu đã hơn 5 năm nay. Tình trạng mà bị vẩy nến như vậy đó làm cho tôi cảm thấy rất là khó chịu và sinh hoạt nó cũng bị trở ngại rất là lớn. Cái điều mà quan trọng nhất đối với tôi là mỗi một lần mà tôi ngủ dậy thì trên gối và trên nệm tôi nó đều để lại những cái vẩy nến. Tôi cảm thấy rất là khó chịu và mất tự tin. Thì chính vì cái chỗ mà tôi cũng không am hiểu nhiều cho lắm, do đó tôi cũng có đi ra ngoài nhà thuốc Tây tôi mua thuốc uống. Thì sau khi sử dụng thuốc đó thì nó hết liền. Thế nhưng mà khi hết thuốc rồi đó thì căn bệnh nó lại trở lại bình thường và nó cảm thấy nó ngứa ngáy. Tôi cảm thấy rằng sử dụng như vậy á mà nó cứ tái đi tái lại hoài thì tôi đã quyết định là ngưng không sử dụng nữa. Và tôi đã tìm hiểu và được biết là ở công ty dược phẩm Philora, nhờ các anh chuyên gia đó tư vấn một cách rõ ràng, tôi cảm thấy rất là vui. Tư vấn cho tôi về cách sinh hoạt ăn uống và cách nghỉ ngơi. Sinh hoạt ăn uống như là ăn nhiều rau quả ngũ cốc, hay là uống nha đam, hay là trà hoa cúc. Rồi tôi lại bỏ hẳn thuốc luôn. Sinh hoạt ngủ nghỉ đúng giờ. Sau mà thời gian sử dụng như vậy đó thì tôi cảm thấy rằng hiệu quả rõ ràng. Kết quả nó rất là tốt. Bạn thấy đấy, chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học góp phần không nhỏ trong việc điều trị bệnh vẩy nến. Tuy nhiên, để chữa hết bệnh vẩy nến một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, bạn vẫn phải cần đến một phương pháp chuyên sâu. Hãy theo dõi video tiếp theo để biết được đâu là giải pháp chữa bệnh vẩy nến hiệu quả đến từ dược thảo Mỹ mà nhiều người đang áp dụng nhé. Hãy gọi ngay đến số 0909-264-136, 0962-158-661 để được tư vấn cụ thể nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website quendibenvaynen.com, youtube.com/belora tv hoặc đến trực tiếp địa chỉ số 32 đường 34 phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn cụ thể nhé. Chúc bạn luôn vui khỏe. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Belora TV.